Ngày 18 tháng 10, Công an quận 12 xác minh làm rõ vụ việc ô tô tông hai nam thanh niên nghi trộm chó trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế ô tô tông hai thanh niên nghi trộm chó. Vụ việc khiến cả hai tháo chạy, bỏ lại nhiều xác chó trên đường. Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Tân Thới Nhất, quận 12, diễn biến được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh cho thấy khoảng 6 giờ 55 phút ngày 18 tháng 10, hai thanh niên đi xe máy chở theo bao tải đựng chó, dừng trước căn nhà trong hẻm trên đường Tân Thới Nhất 17. Người ngồi sau bước xuống, cầm một con chó để xuống đường và dùng chân đạp lên lưng để rút mũi tên tự chế, bỏ vào bao tải. Lúc này, một ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ lao từ phía sau, tông vào hai thanh niên và xe máy. Va chạm khiến cả hai văng về phía trước cùng xe máy, chiếc bao tải đựng xác của nhiều con chó rơi xuống đường. Một người tìm cách lấy xe tháo chạy thì bị tài xế tiếp tục tông. Hoảng sợ, cả hai thanh niên tháo chạy khỏi khu vực, bỏ lại xe máy, bao tải đựng chó và dụng cụ chích điện. Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Tân Thới Nhất đã xuống hiện trường lấy lời khai, mời những người liên quan trích xuất camera và đưa các tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ.